Hello, xin chào cả nhà nha. Thì là nói đầu tiên thì xin chúc tất cả các anh chị em, cô bác, chú bác gần xa xem video này gặp nhiều may mắn nha. Thì hôm nay tiếp tục hãy đi thăm bãi ếch các bạn ơi. Thì địa điểm của ngày hôm nay cũng quen thuộc thôi bạn. Ngay chân khu gần nhà mình á bạn, ngay chân cái con kinh cây cột điện mà lúc trước mình có làm clip rồi bạn. Nhưng mà mấy anh đây nha bạn. Mấy anh đây mình chưa có quay clip. Mấy anh kia mình quay clip rồi. Thì mình xin nói cho các bạn biết luôn là hiện tại là gần Tết rồi. Giờ ếch nó hiếm lắm các bạn ơi. Ếch bây giờ nó vô hang nó đi ngủ đông ôm trứng rồi nè, nên ếch dính ít lắm nghe bạn. Thì các bạn xem nếu dính ít các bạn thông cảm ủng hộ mình nhé. Rồi mặt trời lên cao nha bạn, mình đợi tới mặt trời cao cao chỗ sáng để anh em nói tối hoài à. Này cái chăm nghe bạn, các bạn nào tuổi thơ dữ dội thì đi biết đến cái chăm này bạn. Một thời đi leo đi bẻ chăm bị mẹ đánh. Ê, cái đầu tiên đây các bạn ơi. Thì mình thăm dài ra ngoài luôn bạn ơi. Đường nay chạy xe không được, thăm dài ra ngoài rồi mình gom lợp về vô. Ây da, ây da. Ây da. Ồ, không thấy gì chân ta, không thấy cái màn hết. Cái đầu tiên luôn nha bạn. Ở trong kia mình còn nữa mà ở đây là cái đầu tiên của mình thăm. Cuối hàng. Rồi, đừng con nha bạn. Đây. Đừng con nè, đó. Ồ, cái đầu tiên gì cũng đỡ rồi bạn ơi. Rửa anh cái. Nè bạn. Đừng con nha. Mồi này hôm qua mình đặt rồi, mình đặt ít đó bạn. Mình chừa lại. Chừa lại mình trộn thêm mớ mồi mới nữa. Nay mình đặt tiếp. Rồi cái đầu tiên nha bạn. Cái đầu tiên dính đừng con. Cái thứ hai đây hả gì nè. Nhằm khi đặt cái quên đúng bạn. Sáng nước nó ngập lúc đâu có thấy cái lợp đâu. Vô lội vô. Ây da. Lội vô. Đây nó này nè bạn ơi. Còn không thấy động tĩnh như trơn bạn ơi. Đi lại cái lợp thấy động tĩnh như trơn. Buồn buồn bị ngập rồi nghe bạn. Ngập rồi. Sáng. Chắc không có bạn ơi. Rồi không có nghe bạn. Cái này ếch hiếm quá. Rồi đi tiếp luôn bạn ơi. Bỏ đi. Bẫy chuột ta làm còn sót nè bạn. Ta lấy còn sót. Cái này mà đi tối đi không thấy đạp lên cái sướng lắm á. Bữa hôm tính quay bẫy gắn bạn, quay cái đi quay được có 1 con mà. Tự bữa mình quay dính 4 con cái đầu đâu 4 5 bữa sau, 4 bữa hay 3 4 bữa gì quên rồi. Mình đi quay dính đường con nữa bạn, con được 3 lạng. 3 lạng, 3 lạng ngoài. Rồi cái tiếp theo bạn ơi. Cui hè. Ô, 2 con bạn ơi, hên quá. Đây con nha. Đó, đây con nữa, 2 con. Hai thằng cũng trọng trọng à. Đó. Rồi tiếp bạn ơi. Một thúi, sáng rồi thúi quá trời thúi. Đặt trên ruộng nha bạn. Với mấy dũng dũng á. Mấy dũng dũng sòng bơm ta. Tại cái này ếch nó ít quá.
Đường nước thì nước nó ngập hoài à, tối nước nó lên ngập hoài, bởi vì ếch nó đâu đi ăn đâu. Rồi cá tiếp theo nghe bà, cái này hôm qua đặt là thấy con ngon luôn, là địa hình lý tưởng. Ui dạ, gùi hẹn ly ly chứ không có ếch là nó không vô. Ô có nghe bà, hên quá, thấy lý tưởng vậy mà. Mấy con này, ba con bạn ơi. Ồ cô lý à, ba con nghe bạn, đây con nè, đó đây con nữa, đây con nữa, ba con mới thấy à, lâu lắm rồi mới đặt trên ruộng là dính cái ba con nhiều vậy. Lúc trước mình đặt mùa ếch mình đặt ba con là thấy bình thường mà, đặt 4-5 con không à, 6-7 con, 7-8 con. Xuống ý mà mình lúc trước mình quay clip cho anh em là qua mùa ếch rồi đó nha, nó chuẩn bị qua rồi. Phải mà nó như lúc mà mới vừa bắt đầu vô vụ mưa á bạn, đặt xuống một cái thôi ô dở nó sướng lắm bạn ơi. Rồi cá tiếp theo bạn ơi, này không chiến màng ta, kỳ ta, rồi không có ta, kỳ ta, không có nghe bạn. Mọi suối kinh khủng. Một cái này không có, lãng. Rồi cái cuối cùng đây luôn bạn ơi, cuối cùng ở địa điểm này dưới kia mình còn nữa nha bạn. Mong dưới kia nó sẽ quét giác lại chè cái bạn ơi, chứ trên đây không có ếch gì chân á. Ây da, trời 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 trời, chợt nó muốn xuyên nỉ. Ồ được cái này có ếch cũng đỡ bạn ơi. Ủa cũng bủng đây nè, mấy con này mấy. Ủa nó nhảy ủng ủng hả? Rồi ủng ủng kia bịch bịch nữa mà thằng ơi. Dụ tôi nữa rồi, nằm dưới đây không? Rồi ảo tưởng rồi đó. Ủng 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 đang rõ ràng luôn bạn. Rồi mình gom lợp về luôn bạn ơi. Rồi cái tiếp theo đây luôn nha bạn. Dạ, 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 dạ. Rồi đây nhìn thấy không thấy gì hết giờ. Ghê yeah. Không thấy dấu vỏ trơn ta. Rồi chết quất luôn bạn ơi. Quất rồi. Rồi cái tiếp theo bạn ơi. Ui dạ, nãy giờ buồn quá bạn ơi, không dính gì trơn, dính được mấy cái. Ồ con còn đỡ mừng quýnh hết trơn, nó nằm trong ngóc kìa bạn, núp nè đó. Này bạn ơi, lủng nữa, nghe cái lạp lủng nè. Ngược lại bạn ơi, nghe lợp lũng nè. Rồi mình còn cái thằng đó nữa, xong rồi lại 5 cái dưới kia, không biết 5 cái dưới kia hôm qua người ta khui nước ra trơn bạn ơi. Ây dạ, ngập lúc nữa rồi bạn ơi. Ồ, ngập lúc rồi. Không có con gì bạn ơi. Rồi, đúng rồi, ngập lúc con gì luôn nha bạn. Rồi đường này đâu mười mấy cái bạn ơi,
19, 20, 19 cái. 18, 19 cái gì quên. Được dính được có như là 3, 4 cái gì bạn. Và mình còn 5 cái đó, không biết tình hình sao nha bạn. Nước là nó bị khô rồi đó, không biết nó có vô. Rồi, cái tiếp theo ở địa điểm mới đây nghe bạn. Mình đặt trong bụi lùm, không biết tình hình sao. Đặt như đặt bẫy rắn nha bạn. Ôi dạ, bữa mình đặt bẫy rắn đây nè. Mấy chỗ mà nước ẩm ẩm nè bạn. Đặt bẫy rắn phê càng. Đặt thí mẹ đây, không biết tình hình nó làm sao đây. Rồi chắc có cái gì vậy? Không thấy cái gì hết trơn bạn ơi. Cúi hè. Ơi có. Đừng con nghe bạn. Ơi. Con ếch cũng trọng trọng hả bạn. Để cho bạn xem. Nè, đó. Đặt mấy bụi lùm gì ngon lạnh đó bạn. Ếch nó còn ở trong đó. Ngoài ruộng ếch ở hết ở rồi. Mốt tìm bụi lùm đặt các bạn ơi. Để hôm nay đi nghiên cứu kiếm bụi lùm ấy. Không được ơi. À, đừng con nha bạn. Mốt nghiên cứu kiếm bụi lùm đặt bạn ơi. Đặt đây không hy vọng. Rồi mình qua đó mình đặt gái bên đó. Đó bữa đó mình đặt rồi, hôm nay mình đặt lại nữa còn. Ôi trời trời ôi trời. Bữa đó mình đặt đây nè bạn. Vô 4 5 con, 4 con ấy vậy. Hôm nay mình ra đây mình đặt thử còn con gì không. Cui hè. Rồi không còn con gì bạn. Hết rồi. Tèo rồi. Lên trên kia còn mấy cái bạn ơi, 3 cái. Rồi cái kế tiếp đây không biết có con gì. Ây da. Ôi giò đau của tôi. Ây da. Khủng quá, tí hết nổ luôn. Trời ơi giò đau mà xúc vô nghe. Ui hàng. Rồi chất quớt luôn. Ôi ơi, không dính nữa. Không dính còn bị trúng giò đau nữa. À, xui quá bạn ơi. Ây da, da. Cái cuối cùng đây nghe bạn. Ngập lút nữa rồi nè. Như là không có sao, không thấy con ếch nào hết luôn. Rồi không có luôn nghe bạn. Ui da. Không có. Ô nhìn cảnh xung quanh cái. Không có con gì. Ok, chuyến thăm bay ếch hôm nay đến đây là kết thúc nha bạn. Hôm nay mình dính ít quá bạn ơi, dính đầu 3 con cá hay gì. Để mai mốt mình nghiên cứu kiếm mấy địa điểm ở trong mấy cái hồ bạn ơi, mấy ao đồ đặt đi. Chứ đặt ngoài này hết rồi. Không biết mấy chỗ khác sao chứ chỗ này mình hết ếch rồi bạn ơi. Cái để về nhà mình đổ ra cho bạn xem hôm nay được nhiêu á. Hôm nay chắc mình tính đơn vị là con chứ không có tính là ký nữa nghe bạn. Rồi bữa nay dính được 5 cái nghe bạn. 2, 4, 5 cái còn một đống nó không dính nghe bạn. Để mình đổ ra được bao nhiêu con. Hôm nay được nhiêu nghe bạn. Quá nhiều. Hôm nay trúng mánh nè. Căng cho bạn nè. Mấy ký đây.
được ký một bạn, ký luôn cái bọc này luôn á. Ok, video mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video BS lần sau nha. Bye bye.